Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 29 tháng 10. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cập nhật tình hình của Gabriel. Lý do Jurrien Timber bị rút ra sân. Odegaard có tín hiệu lạc quan. Kép phụ bất đắc dĩ quá xuất sắc. Nguyên nhân bàn thắng của Arsenal bị từ chối. Cơn bão chấn thương đổ bộ Emirates. Trước Liverpool, Arsenal đã sử dụng tổ hợp bộ tứ hậu vệ thứ 6 chỉ trong 9 vòng đấu. Con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng lên với những chấn thương mới nhất của Gabriel và Jurrien Timber. Đây thực sự là một mùa giải vô cùng khó khăn với pháo thủ khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, từ thẻ phạt cho tới cơn bão chấn thương. Theo quan sát của tài khoản PhysioScout về những sơ cứu của đội ngũ y tế Arsenal ngay trên sân, Gabriel Magalhães nhiều khả năng đã bị tổn thương dây chằng giữa gối. Nếu đây là sự thật thì trung vệ người Brazil sẽ phải ngồi ngoài khoảng từ 1 đến 3 tuần. Nhưng đó là ở cấp độ nhẹ, còn nếu như mọi thứ nghiêm trọng hơn thì thời gian sẽ tăng lên từ 3 đến 6 tuần. Vấn đề này tương tự với những gì mà Calafiori đang phải đối mặt. Theo nhà báo Sami Mokbel, Gabriel và Timber được cho là không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào trong trận đấu với Liverpool vào ngày hôm qua. Còn theo cây viết Cole Harrison, Gabriel tiếp tục được chụp chiếu hôm nay để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Về tình hình của Gabriel Magalhães và Jurrien Timber, huấn luyện viên Arteta cho biết: "Tôi không biết, nhưng cậu ấy không thể chạy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết là khớp gối hay là mắt cá chân. Đội ngũ đang đánh giá cậu ấy. Tôi nghĩ là Arsenal đã làm mọi thứ để có thể đẩy nhanh quá trình trở lại. Timber rất sẵn lòng. Đội và đội ngũ y tế làm rất tốt. Chúng tôi đã cho mình cơ hội để cạnh tranh. Tôi không biết mức độ chấn thương nếu có." Cá nhân xuất sắc nhất trước Liverpool. Nếu để chọn ra một trong những cái tên chơi ấn tượng nhất trước Liverpool thì đó sẽ là Thomas Partey. Phải chơi ở vị trí không phải sở trường và đối đầu với một trong những chân chạy cánh khó chịu bậc nhất tại giải đấu, nhưng Partey đã chơi tuyệt hay, thậm chí là bỏ túi Luis Diaz trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngoài ra, tiền vệ người Ghana còn tích cực bó vào khu vực trung tuyến hỗ trợ cho Declan Rice. Trước Liverpool, Partey sở hữu 39 trên 45 đường chuyền thành công, là tỷ lệ 87%, 6 đường chuyền vào final third, 12 lần tham gia trực tiếp vào những tình huống phòng ngự, 4 lần tắc bóng thành công, 13 lần thắng tranh chấp và 5 lần tắc bóng. Một cái tên khác cũng có màn trình diện ấn tượng trước The Cop, đó là Mikel Merino. Được bố trí thi đấu bên cạnh Declan Rice ở hàng tiền vệ, cầu thủ người Tây Ban Nha có 47 lần chạm bóng, 14 đường chuyền và 1/3 cuối sân đối phương, 17 pha tranh chấp tay đôi, 4 lần thu hồi bóng thành công, 3 lần tắc bóng, 1 pha đánh chặn, 1 đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn và 1 bàn thắng. Arsenal khó vô địch vì một điều. Kể từ khi mà Pep Guardiola tiếp quản ghế nóng tại Man City vào năm 2016, không có đội nào vô địch Premier League khi nhận được 2 tấm thẻ đỏ trong xuyên suốt mùa giải. Và điều này đang chống lại Arsenal. Pháo thủ hiện đã nhận 3 thẻ đỏ chỉ trong 8 trận đấu vừa qua. Thầy Tạ bác bỏ quan điểm sai lầm. Mặc dù Arsenal đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta không cho rằng mọi thứ đang chống lại đội bóng của mình. Ở buổi phỏng vấn sau trận hòa Liverpool, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi không cho rằng Arsenal đang bị lấy đi mọi lợi thế, bởi bóng đá là như vậy. Chính những trường hợp như thế này giúp cho chúng tôi tốt lên. Nếu như Arsenal có thể duy trì được sức cạnh tranh như những gì mà đội bóng thường làm. Nhìn vào đội hình Arsenal lúc này, tôi không hề nghi ngờ gì. 3 ngày trước, tôi đã nói rằng Arsenal sẽ chơi tốt trước Liverpool. Chúng tôi đã làm được, đã giành được số điểm cần thiết để chứng minh vị thế của chúng tôi, cũng như chứng minh rằng Arsenal xứng đáng với vị trí mà chúng tôi muốn đạt được." Ngoài ra, Arteta cũng không lo ngại về việc đang bị Man City bỏ cách 5 điểm. Ông nói: "Không ai muốn bị bỏ cách xa như vậy. Arsenal muốn hơn đối thủ 5 điểm, nhưng đáng tiếc là chúng tôi mới là người phải bám đuổi. Đội bóng vẫn đang tràn đầy tự tin, vẫn đang mong muốn có một vị trí cao hơn. Tôi cảm nhận được điều đó mỗi ngày. Tôi cảm nhận được sự thất vọng của những cầu thủ khi không được ra sân vì chấn thương hay là lý do khác. Tôi cũng tin rằng mọi thứ có thể xoay chiều trong thời gian tới. Hiện Arsenal chưa ở vị trí mà cả đội mong chờ, nhưng chúng tôi sẽ có một thứ hạng cao hơn." Trong khi đó, Jamie Carragher cho rằng
Mikel Arteta đang dần trở thành Jose Mourinho, chứ không phải là Pep Guardiola như nhiều người đánh giá. Người cũ của Liverpool cho biết. Một điều thú vị khi xem Arsenal là bởi vì Mikel Arteta từng làm việc cùng với Pep Guardiola, nên chúng tôi đều nghĩ anh ấy là học trò của Pep Guardiola. Nhưng nếu như bạn nghĩ về hai huấn luyện viên thành công nhất trong 15 năm qua, thì bạn có Pep Guardiola và Jose Mourinho. Arteta đang dần dần biến thành một huấn luyện viên kiểu như là Mourinho. Không ai nghĩ được điều đó sẽ xảy ra. Hôm nay, Arsenal đã rút lui về sân nhà trong cả hiệp 2. Đây không phải là một lời chỉ trích, chỉ là một góc nhìn về Arsenal hiện tại. Có lẽ là bởi vì Arteta nhìn vào hàng công và nghĩ rằng họ không tốt bằng Man City nên phải vô địch Premier League bằng việc trở thành đội bóng phòng thủ tốt nhất. Họ là đội phòng ngự hay nhất mùa trước và bây giờ vẫn vậy. Chúng ta đang kỳ vọng Arsenal chơi một thứ bóng đá đẹp và Mikel Arteta trở thành Pep Guardiola. Nhưng điều đó không xảy ra. Hãy nhìn vào cách mà các cầu thủ Arsenal nằm trên sân hôm nay, bí mật về thể lực của các cầu thủ trước trận đấu. Tất cả những điều đó đều nằm trong sổ tay của Jose Mourinho. Ở một diễn biến khác, Roy Keane lại cho rằng: "Tôi bắt đầu lo lắng về tâm lý của Arsenal. Khi họ dẫn trước, họ sẽ lùi về phòng ngự thay vì tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Liverpool được mời gọi để dâng lên tấn công. Tôi khá lo lắng về niềm tin của Arsenal. Họ có thực sự tin rằng mình có thể cạnh tranh với Man City không?" Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, Bukayo Saka tỏ ra tiếc nuối khi Arsenal không thể đánh bại Liverpool. "Một chút thất vọng. Tôi cảm thấy toàn đội đã không thể hiện hết khả năng của mình trong suốt trận đấu và điều đó đã khiến cho Arsenal phải trả giá vào phút cuối. Chúng tôi tin rằng đáng lẽ mình cần phải giành chiến thắng. Chắc chắn có nhiều điểm tích cực. Liverpool là một đội bóng hàng đầu, nhưng cảm giác chung là chúng tôi đã không thể hiện hết khả năng của mình, đặc biệt là vào hiệp 2. Và điều đó đã khiến cho Arsenal phải trả giá vào phút cuối." Jesus tin rằng trọng tài cướp một bàn thắng. Sau khi kết thúc trận đấu với Liverpool, Gabriel Jesus đã đến phàn nàn với trọng tài Anthony Taylor về việc bàn thắng của anh đã bị hủy bỏ. Ngay lập tức, ông Taylor đã rút ra một tấm thẻ vàng và cảnh báo hành vi của số 9 bên phía Arsenal. Bàn quay chậm cho thấy Dominic Szoboszlai đã bị phạm lỗi và trọng tài Anthony Taylor đã thổi còi trước khi mà bóng đến chân của Kai Havertz, rồi Jesus đưa bóng vào lưới. Mặc dù vậy, chân sút người Brazil vẫn đinh ninh rằng pháo thủ xứng đáng có bàn thắng trên. Dù có nhiều ý kiến cho rằng Kai Havertz có thể đã chạm tay vào bóng trong tình huống trước đó, nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài lại dựa vào pha va chạm giữa Kivior và Szoboszlai. Cựu trọng tài Maidin cho rằng đây là một tình huống khá nhạy cảm và mang tính chất 50-50. Nếu có thì đó là một lỗi nhẹ. Công bằng mà nói thì anh ta chỉ phạt cầu thủ Arsenal. Với tôi thì có lẽ là một quyết định 50-50. Thành thật mà nói, Taylor đã có một trận bắt tốt, vì vậy tôi không thể chỉ trích anh ấy vì điều đó. Odegaard quá quan trọng với Arsenal. Theo thông tin từ ký giả Sammy Mobel, đội trưởng Martin Odegaard sẽ trở lại tập luyện trên sân cỏ trong tuần này. Cựu danh thủ Ray Palua khi trả lời phỏng vấn Give Me Sport cho biết: "Arsenal thực sự nhớ Odegaard. Tôi đã chơi với Dennis Bergkamp và tôi thấy Martin thực sự rất giống. Tầm nhìn, sức mạnh đường truyền và khả năng thoát khỏi những tình huống khó khăn của anh ấy khiến tôi nhớ đến Bergkamp. Arsenal không có Odegaard thực sự là rất khó khăn, mặc dù Rice có thể chơi ở vị trí đó. Thật kinh khủng khi bạn mất đi một cầu thủ chủ chốt như vậy." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.